Trận đấu bắt đầu trên Belzebub Officer, một map có thể nói là forget rất là dễ bởi vì đường lên mỏ 2 cực kỳ rộng và không có ram vào main bay. Silver là Protoss màu đỏ, xuất phát ở góc dưới bên tay phải, góc trên bên tay trái là gạch của chúng ta. Protoss màu tím, người forget thành công giành chiến thắng ở game trước. Cả hai player của chúng ta đều đang có vấn đề về tâm lý, rất tâm lý kém khi thi đấu giải này phải. Phai Silver xây pylon phía ngoài, hai của mình lại là ở trong main bay. Có lẽ nào là những nhầm đối phương là một Z player khi như thế này hay không, chúng ta rất khó hiểu. Xây ở phía ngoài như này thì drop của anh ấy bị chậm, bị supply kép một chút, không sao cả. Income có lẽ cũng chỉ thua có mười mấy đồng mà thôi. Hai bên đều scout với prop đầu tiên. Vâng, là một fork. Fork đây của Silver. Việc opening với fork với Canon như này thì có lẽ cũng defend được forget thôi, nhưng mà có lẽ là tech Warped sẽ rất là chậm, hoặc có thể là một pha Cannon Burst. Có lẽ một fork phát expand từ phía Phai Silver. Hiện đã đủ 400 mineral nhưng do đuổi nhau, nhiệt tình đuổi nhau con probe vẫn chưa xây được. Vâng, bây giờ mới đặt được xuống cái nexus. Từ phía gạch thì có lẽ anh ấy sẽ tiếp tục forget khi mà anh ấy giữ rất nhiều energy trên Nexus và Chrome Boost liên tục và Cybernetic Core như thế này. Có lẽ là Phai Silver nên có một canon nữa để có thể defend được cách dễ dàng hơn. Vâng, gạch vẫn chơi forget thôi ạ. Còn Phai Silver thì anh ấy đã xây một đã có canon, đã xây sang cái to và chỉ có một canon để phòng thủ cho mình là thôi. Probe lên scout đã bị tiêu diệt. Hai gateway đang được robot ra Zealot đầu tiên. Được warp in của gạch có lẽ bắt đầu rồi. Không biết warp in có lúc lại là đơn sai lầm khi và giờ có bốn rồi. Warp hết một canon có lẽ là không đủ. Không, warp in đầu tiên lao vàng khả năng phòng thủ. Lót cần lao ra ngay, Canon không có cơ rồi. Lót lao ra cũng vẫn có cơ. Lớp 2, micro lùi, có cơ ít máu rồi. Canon cũng sắp hoàn thành. Liên tục vô vũ khí lót ra được không? Canon xây xong có lẽ là bị phá rồi. Cục Canon quá nhiều rồi, có cơ này rất nhiều có cơ. Và có lẽ đây là mục
lên chăng? Phần thắng 2-0 cho gạch mất đi tất cả rồi, tôi rất buồn, rất đáng tiếc. Hai trận đấu rất là nhanh.